Hồi sáng giờ Cathy dẫn Belle và Catalina đi shopping. Bây giờ shopping mall mở cửa lại rồi, mở một chút thôi. Mấy cái tiệm mà có cái cửa đi ở ngoài thì mở, còn ở trong mall chưa mở. Mình đi shopping xong rồi bây giờ là đi ăn trưa. Hồi sáng giờ đi mua được bao nhiêu đóng cái này? Bây giờ mình sẽ đi vô cái tiệm ăn Hàn Quốc. Ở trong đây mình không có được ngồi, mình phải ăn ở ngoài đây thôi. Hello, long time no see. Yeah. How are you? I'm good, and you? Good. Lâu ngày không gặp. Yeah. We never eat at the patio before. Mình kêu chắc vô trong lấy bàn trước, xong rồi mình phải chờ. Mommy clean it. Like it? Yummy, Bebo. You like it? Put the whole thing in your mouth. Put the whole thing in your mouth. It's me. Lena, put the whole thing in your mouth. We don't play with it. Can you get the two soup?
bây giờ mình ăn xong rồi mình đi trả tiền, xong rồi đi chơi tiếp. Ăn no qua đi. Ok. Bye. Sáng Cathy dẫn Bell Catalina đi shopping mall, mình đi một xe xong mình chắc lại cái tiệm ăn này đi một xe là hai xe, bây giờ mình xe về. Okay, bye bye. And Bell wanna go with daddy?